Julie xin mến chào quý vị quay trở lại với tin người Việt Canada. Và thưa quý vị, có lẽ là tối qua cả thành phố Calgary tại tỉnh bang Alberta đã đều chờ đợi và bắt được những khoảnh khắc đẹp của cực quang Northern Lights. Đẹp tuyệt vời và thấy một điều rất là kỳ diệu thưa quý vị. Xin chia sẻ đến quý vị một số hình ảnh để thấy được thiên nhiên kỳ diệu như thế nào. Và qua đó, ban biên tập cũng như là tin người Việt Canada cùng Julie gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và cũng sẽ bắt đầu một thứ hai đầu tuần ngày 6 tháng 11 thật là nhiều điều tích cực. Và mời quý vị theo dõi những tin tức cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. BC đệ trình luật nhà ở nhằm vào các quy tắc quy hoạch lỗi thời. Thưa quý vị, chính phủ BC đã đưa ra luật nhằm để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các ngôi nhà quy mô nhỏ và nhiều căn nhà. Luật mới sẽ yêu cầu chính phủ, chính quyền địa phương cập nhật các quy định về quy hoạch để cho phép xây dựng các tòa nhà nhiều căn hộ trên cùng một lô đất, thường được sử dụng cho nhà riêng biệt dành cho một gia đình. Và các thành phố sẽ cho phép ít nhất là 3 căn trên một lô có diện tích lên tới 280 m², trong khi ít nhất là 4 căn sẽ được phép trên những lô lớn hơn và ít nhất là 6 căn sẽ được cấp trên những lô lớn hơn gần các điểm dừng phương tiện công cộng. Luật này áp dụng trong ranh giới ngăn chặn đô thị và các đô thị có dân số trên 5.000 người. Mặc dù Bộ trưởng Nhà ở tại đây đã nói rằng luật này không bao gồm thành phố Vancouver vì đây là thành phố đang hoạt động theo một hệ thống hoàn toàn khác. Công việc với thành phố Vancouver hiện đang diễn ra và kỳ vọng của tôi đó là vào mùa xuân năm tới, chúng ta sẽ có một luật điều chỉnh chặt chẽ về hiến chương của Vancouver để phù hợp với những gì mà chúng tôi tin là con đường phía trước cho tất cả thành phố cũng như là tỉnh bang BC. Hội đồng Vancouver đã thông qua những thay đổi trong luật cho phép xây dựng nhà ở nhiều căn hộ trong các khu vực lân cận, nơi mà chỉ cho phép nhà ở cho một gia đình đầu mùa thu này. Và các chính sách tương tự cũng sẽ được áp dụng ở Victoria, Kelowna và Kimberley. Luật tỉnh bang cũng yêu cầu phải có ít nhất là một căn nhà phụ hoặc là nhà ngõ ở trên các lô đất dành cho một gia đình hoặc là nhà duplex trong các cộng đồng trên khắp BC. Và trong một tuyên bố của thủ hiến của BC là ông David Eby đã cho biết các quy tắc phân vùng lỗi thời đang gây khó khăn cho người dân BC và để tìm được một nơi để sống cho cộng đồng của mình. Việc xây dựng hầu hết các tòa tháp chung cư cao tầng hoặc là nhà ở cho một gia đình có nghĩa là BC không xây dựng đủ những ngôi nhà nhiều căn hộ với quy mô nhỏ và phù hợp hơn với các khu dân cư hiện có và cung cấp cho người nhiều lựa chọn nhà ở hơn trong tầm tay của mình. Một tuyên bố của tỉnh bang cũng cho biết chính quyền địa phương dự kiến sẽ có thể cập nhật các quy định của họ để đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch mới vào cuối tháng 6 năm sau. Và chính phủ BC sẽ phát hành 51 triệu đô cùng với sổ tay hướng dẫn chính sách để có thể hỗ trợ việc thực hiện các thay đổi cần thiết này, thưa quý vị. Và tỉnh nói thêm, những thay đổi này sẽ loại bỏ dần dần các cuộc điều trần công khai một lần về việc phân vùng lại để phát triển nhà ở làm sao để phù hợp với các kế hoạch chính thức của cộng đồng. Và thay vào đó, sẽ có nhiều cơ hội thường xuyên hơn để cho mọi người tham gia sớm hơn trong quá trình cập nhật các kế hoạch cộng đồng chính thức. Và luật mới cũng bao gồm các yêu cầu đối với các kế hoạch cộng đồng chính thức phải được cập nhật 5 năm một lần với sự tham gia của công chúng, cũng như lập kế hoạch cho đủ nhà ở phù hợp với mức tăng trưởng dự báo trong 2 thập kỷ tới thay vì 5 năm. Khi được hỏi liệu luật này có làm tăng giá trị và chi phí của những ngôi nhà hoặc là những lô đất dành cho một gia đình hay không, thông qua hoạt động đầu cơ hay không, thì đại diện đã cho biết rằng kinh nghiệm của các khu vực pháp lý khác sẽ cho thấy sẽ không có một sự gia tăng lớn với những thay đổi trên toàn tỉnh. Và bằng cách thực hiện việc này theo cách thức cấp tỉnh, thì chúng tôi thực sự bảo đảm rằng sự gia tăng giá trị đất không đáng kể như những cách khác. Và ông hy vọng luật này cũng sẽ thúc đẩy các phương pháp sáng tạo và những gì trong sẽ khác nhau tùy theo cộng đồng. Tuyên bố của tỉnh BC cũng cho biết, một phân tích sơ bộ cho thấy có thể thấy hơn 130.000 ngôi nhà với quy mô nhỏ trong 10 năm tới do những thay đổi này. Mặc dù lưu ý, mô hình không thể tính đến những trường hợp không lường trước được hoặc là bản chất thay đổi của thị trường nhà ở và bất động sản. Đạo luật này được đưa ra trước khi mà một dự án thí điểm của tỉnh khởi động vào mùa xuân tới nhằm cung cấp một khoản vay lên tới 40.000 đô để giúp cho chủ sở hữu nhà xây dựng một căn hộ thứ cấp và cho thuê dưới giá thị trường, thưa quý vị. Và quay trở lại, các thủ hiến đang tập trung vào chi phí năng lượng,
chăm sóc sức khỏe tại cuộc họp Halifax. Và trong ngày hôm nay, thưa quý vị, thông tin quan trọng về cuộc họp sắp tới, những tác động của các biện pháp định giá carbon đối với chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng ở khắp Canada sẽ chiếm một vị trí trung tâm trong cuộc họp tuần này của các thủ hiến và lãnh đạo trong vùng lãnh thổ của đất nước chúng ta ở Halifax. Trọng tâm đó được đưa ra sau khi mà Thủ tướng Justin Trudeau vào tháng trước tuyên bố tạm dừng 3 năm trong việc định giá carbon đối với nhiên liệu dầu sưởi, cùng với việc mở rộng chương trình tài trợ để giúp một số người Canada có thu nhập thấp có thể trang trải chi phí lắp đặt máy bơm nhiệt. Và khoản giảm nhẹ này chỉ áp dụng cho 10 khu vực pháp lý áp dụng phí nhiên liệu ở liên bang, trong đó BC, Quebec và lãnh thổ Tây Bắc bị loại trừ vì họ thu thuế nhiên liệu của riêng mình. Phát biểu từ Halifax trước cuộc họp, Thủ hiến BC ông David Abbey đã cho biết rằng việc phân bổ cứu trợ chi phí không đồng đều như vậy là không công bằng. Và ông nói, tôi không ghen tị với những người Canada ở Đại Tây Dương về khả năng có được dầu sưởi ấm tại nhà và không phải chịu đựng những hóa đơn khổng lồ phát sinh khi mà xe chở nhiên liệu xuất hiện. Nhưng mà tôi chắc chắn là tôi không hài lòng vì vẫn chưa có một lộ trình rõ ràng cho người dân ở BC về việc đồng cung cấp máy bơm nhiệt miễn phí cho người dân ở đây, những người có những hoàn cảnh tương tự. Còn đối với Thủ hiến Ontario, thì cũng đã nhắm tới thuế carbon trong một tuyên bố bằng văn bản, được đưa ra trước cuộc họp và kêu gọi chính phủ liên bang hãy làm điều đúng đắn và cắt bỏ hoàn toàn mục này trên khắp Canada. Ông Ford cho biết, khi mà mọi người tiếp tục vật lộn với chi phí sinh hoạt ngày càng cao, đã đến lúc mà chính phủ liên bang phải tập hợp, hợp tác với các tỉnh để có thể giải quyết về lạm phát. Điều này bao gồm việc mang lại sự công bằng cho tất cả người dân Canada, bất kể họ sưởi ấm ngôi nhà của mình bằng thế nào, và người dân trên khắp đất nước đang gặp khó khăn và mọi người đều xứng đáng được nghỉ ngơi. Các thủ hiến cũng sẽ tập trung vào ngày 5 và ngày 6 tháng 11 ngày hôm nay, thưa quý vị, để có thể tham gia cuộc họp của Hội đồng Liên bang, nơi mà cuộc thảo luận cũng có thể sẽ đề cập đến các chủ đề như là cải cách bảo lãnh, chăm sóc sức khỏe và đề xuất rút khỏi kế hoạch hưu trí của Alberta. Và cuộc họp tuần này, Halifax, là cuộc họp đầu tiên dành cho thủ hiến của Manitoba mới đắc cử, Wav Kainil, người đã tweet ở trên nền tảng mạng xã hội trước đây là Twitter rằng các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc cải thiện về vấn đề chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí cho các gia đình. Thư ký báo chí của Thủ hiến Quebec, ông François Legault cho biết ông sẽ không thể tham dự cuộc họp do xung đột về lịch trình. Và ngày 6 tháng 11 hôm nay cũng trùng với ngày đình công ở Quebec, với hơn 400.000 công nhân trong khu vực công chuẩn bị nghỉ việc. Và đây là một cuộc đình công đầu tiên trong một loạt các cuộc đình công kéo dài một ngày. Thủ hiến Nova Scotia Tim Houston đã cho biết rằng, trước cuộc họp, chăm sóc sức khỏe là một mục đích chính trong chương trình nghị sự và ông cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những đổi mới trong chăm sóc sức khỏe với hy vọng tạo ra những ý tưởng có thể giúp cho các tỉnh giải quyết những vấn đề đang gây khó khăn cho hệ thống y tế. Và ông cũng cho biết một trong những ưu tiên của ông đó là thảo luận về việc tuyển dụng các chuyên gia y tế và liệu các tỉnh có nên cạnh tranh với nhau để có cùng một nhóm lao động sẵn có hay không. Ông Houston cũng cho biết ông cũng đã yêu cầu Sở Y tế của mình ngừng tuyển dụng ở các tỉnh khác, đồng thời nói thêm đó là một thế giới rộng lớn với rất nhiều người có trình độ. Trong khi thủ hiến của BC tại các cuộc họp bao gồm hợp tác các tỉnh và vùng lãnh thổ khác để bảo đảm rằng chúng ta không ăn thịt nhân viên của nhau, cũng như phối hợp đào tạo và tuyển dụng nhân viên y tế. Và BC cũng sẽ bao gồm nhà ở, điều góp phần giải quyết những thách thức về chi phí sinh hoạt được đề cập trong cuộc họp này. Quay trở lại, Thủ hiến Ontario cho biết trong tuyên bố của mình, ngoài chăm sóc sức khỏe thì tình trạng thiếu lao động cũng sẽ hiện diện trong các lĩnh vực khác, đòi hỏi chính phủ liên bang bảo đảm các chính sách nhập cư đang thu hút có lao động tay nghề. Và ông Ford cũng xác định cơ sở hạ tầng kinh tế, thúc đẩy chuỗi cung ứng trong nước là những chủ đề mà ông sẽ mang đến cuộc họp liên bang để cần phải hỗ trợ thêm. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết thì cuối tuần vừa qua, hai cuộc biểu tình lớn tại thành phố Toronto và Montreal đã thu hút hàng chục ngàn người. Và ai đứng sau các cuộc biểu tình chống lại Israel và mục tiêu của họ là gì? Mời quý vị theo dõi bài viết sau đây. Một nhà phân tích rủi ro cho biết rằng các cuộc biểu tình xuất hiện từ sự kết hợp giữa sự bất mãn âm ỉ và kế hoạch khéo léo với một số sự tức giận đó là một thông tin sai lệch đã bị thúc đẩy. Canada và các nước đã chứng kiến làn sóng biểu tình đều đặn chống lại Israel và ủng hộ Palestine kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10
và lời tuyên chiến sau đó của Israel. Các nhóm thuộc nhiều hệ tư tưởng khác nhau cũng đã thúc đẩy những phong trào kêu gọi tiêu diệt Israel và nói rằng Canada đang đồng lõa với nạn diệt chủng. Các nhóm ủng hộ Palestine, cánh tả và sinh viên đang tổ chức các hoạt động, đôi khi cùng nhau và sử dụng những mạng xã hội để thông báo các sự kiện, chia sẻ thông điệp của mình. Một cựu chiến binh 30 năm làm việc trong cộng đồng tình báo Canada đã nhận thấy quy mô và tính thường xuyên của các cuộc biểu tình xuất phát từ sự kết hợp giữa sự bất mãn âm ỉ và khả năng tổ chức khéo léo. Field, người đứng đầu tổ chức Borealis Threat and Risk Consulting, một chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, đã cho biết rằng đại đa số những người đứng sau các cuộc biểu tình này hoặc là những người tham gia thực sự là những người tức giận. Một sự tức giận là một thông tin sai lệch đã được thúc đẩy. Ví dụ như là Hamas tuyên bố rằng Israel đã ném bom một bệnh viện ở thành phố Gaza, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Nhưng mà Canada và các nước khác sau đó cho biết vụ nổ là do một tên lửa bắn nhầm từ bên trong dải Gaza gây ra, chứ không phải là từ Israel. Và tôi nghĩ thực sự rằng không nghi ngờ gì đã có những yếu tố gắn liền với các nhóm cực đoan đang đồng thời gây ra một cuộc xung đột và có thể góp phần, cho dù đó là về mặt tổ chức hay tài chính hay là bất cứ một điều gì. Và ông nói thêm, các cuộc biểu tình nhằm vào mục đích lan truyền cũng như là gây áp lực chính trị lên chính phủ Canada để ủng hộ lệnh ngừng bắn hoặc là tách khỏi Israel. Và điều đó đã khiến cho ông lo ngại tình hình hiện tại đang thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái và nó có thể gây ra bạo lực ở Canada. Khi lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hamas và tiến vào Gaza, làm tăng thương vong cho người Palestine, thì các chuyên gia cho biết rằng họ đang đổ dầu vào lửa từ những người biểu tình và sẽ có một số ít người nói rằng tôi không thể chịu đựng được nữa về điều này. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi mà người Do Thái giết hại người Hồi giáo. Vì vậy, tôi sẽ nhắm vào người Do Thái ở Canada. Những lời lẽ hùng biện đến từ các nhóm phản đối Israel rất cao độ. Trong đó, một số người cho rằng Canada đang đồng lõa với tội diệt chủng vì ủng hộ Israel và không ủng hộ lệnh ngừng bắn. Các nhóm khác cũng đã công khai ca ngợi cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 như một thời điểm bước ngoặt cho cuộc kháng chiến. Một tổ chức có tên là Samidov ở Vancouver đã ca ngợi cuộc tấn công của Hamas trong một bài báo được đăng trên web của tổ chức này có tựa đề Palestine, cuộc kháng chiến trỗi dậy hướng tới cách mạng, trở lại và giải phóng. Simondon đã tự mô tả mình là một mạng lưới quốc tế, gồm các nhà tổ chức và nhà hoạt động làm việc để có thể xây dựng tính đoàn kết với các tù nhân Palestine trong cuộc đấu tranh vì tự do của họ. Và bài viết đã cho rằng cuộc kháng chiến đang gia tăng trên khắp vùng Palestine bị chiếm đóng, đập tan cuộc bao vây ở Gaza bằng một cuộc tấn công toàn diện, đối đầu với phiến quân chiếm đóng đường bộ và đường không, giành quyền kiểm soát đất đai của người Palestine, bắt giữ những người định cư và binh lính chiếm đóng và phóng hàng ngàn tên lửa khi mà lực lượng kháng chiến của người Palestine đang đấu tranh để thúc đẩy sự trở lại và giải phóng Palestine. Hamas đã phóng hàng ngàn quả tên lửa chống lại Israel vào ngày 7 tháng 10, trong khi biệt kích xâm nhập bằng cách sử dụng dù lượn có động cơ và vượt qua rào an ninh. Chính quyền Israel cho biết rằng 1.400 người đã thiệt mạng và hơn 200 con tin đã bị bắt vào ngày hôm đó. Israel cũng đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào dải Gaza, nơi mà Hamas kiểm soát, đồng thời các hoạt động trên bộ cũng đã bắt đầu trong những ngày gần đây. Các quan chức y tế của Hamas cũng ước tính số người chết là hơn 9.000 người. Ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, thì Đức đã tuyên bố cấm tổ chức Samaritan ở Vancouver vì tổ chức này đang ca ngợi khủng bố và lệnh cấm có hiệu lực bắt đầu từ đầu tháng 11. Còn đối với các nhóm ủng hộ Do Thái đã yêu cầu Ottawa hãy hành động chống lại tổ chức Samaritan trong những năm gần đây. Họ đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau vào tháng 5 năm 2022 và yêu cầu hãy trục xuất các nhà lãnh đạo của tổ chức này và giải thể tình trạng phi lợi nhuận của tổ chức. Trung tâm Israel và các vấn đề Do Thái đã yêu cầu thêm tổ chức Samaritan này vào danh sách thực thể khủng bố và tổ chức này đã quảng bá các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở trên mạng xã hội và logo của tổ chức này được gắn trên các affix để phản đối sự kiện ở Vancouver được tổ chức cùng với các nhóm khác. Và hai nhóm ở Toronto và Montreal cũng đã tham gia tổ chức biểu tình qua mạng xã hội và chúng ta đã thấy trong cuối tuần đã có 39.000 người theo dõi trên Instagram và theo dõi cũng như là tham gia biểu tình. Toronto for Palestine đã tham gia vào việc tổ chức cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Toronto vào ngày 4 tháng 11 như tin người Việt Canada đã cung cấp đến quý vị.
và chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc biểu tình hơn nữa diễn ra vào mỗi tuần tại các thành phố lớn của Canada. Và không biết quý vị nghĩ sao về vấn đề này, mời quý vị chia sẻ cũng như là góp ý kiến để cho bản tin ngày càng được hữu ích hơn. Cảm ơn quý vị. Và có lẽ những ngày qua chúng ta nhắc nhiều đến cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Hãy cùng quay trở lại với những hành động của ông Zelensky khi mà ông nói rằng tôi cần 24 phút để giải thích với ông Trump, ông ta không thể điều khiển được Putin. Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11 đã nói trên một chương trình gặp gỡ báo chí rằng ông ta cần 24 phút để có thể giải thích cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump rằng ông ta không thể kết thúc cuộc chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ bởi vì Tổng thống Nga Putin không thể bị điều khiển. Người dẫn chương trình đã nói với ông Zelensky, cựu Tổng thống Trump hiện đang là ứng viên Tổng thống 2024 hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và đã từng nói nếu như ông ấy tái đắc cử, thì ông có thể sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này trong vòng 24 giờ. Ông phản ứng ra sao và gửi thông điệp gì đến cựu Tổng thống Trump về vấn đề đó? Ông Zelensky đã trả lời, cựu Tổng thống Trump đã nói trong vòng 24 giờ ông ấy có thể quản lý được nó và kết thúc cuộc chiến này. Về phần mình, tôi có thể nói gì đây? Ông ấy rất được hoan nghênh. Tổng thống Biden đã ở đây. Và ông ấy, tôi nghĩ ông ấy cũng đã hiểu cái gì đó khác mà ông ấy có thể chỉ hiểu được khi ở đây. Tôi mời Tổng thống Trump, hãy đến đây nếu như ông có thể. Và tôi sẽ cần 24 phút, không hơn 24 phút, để giải thích với ông Trump rằng ông ấy không thể quản lý được cuộc chiến tranh này. Ông ấy không thể đem đến hòa bình bởi vì ông Putin. Nếu, nhưng luôn luôn có một chữ nếu. Nếu ông ấy không cố gắng và nếu ông ấy không sẵn sàng trao lãnh thổ của chúng tôi cho người đàn ông tồi tệ nhất, trao cho ông Putin. Và nếu như ông ấy không sẵn sàng trao nó đi, nếu ông ấy không sẵn sàng trao đi nền độc lập của chúng tôi, thì ông ấy không thể quản lý được nó. Ông Trump hiện đang là ứng viên hàng đầu, bỏ xa các đối thủ khác trong cuộc đua để có thể giành đề cử Tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa. Và trong cuộc khảo sát mới nhất do New York Times đã công bố vào ngày 5 tháng 11, thưa quý vị, ông Trump cũng đang dẫn trước ông Biden ở 5 trên 6 bang chiến trường lớn nhất. Và khảo sát của New York Times, ông Trump dẫn hơn ông Biden là một điều mà nhiều người không ngạc nhiên. Trong khi ông Biden lại cam kết sẽ gửi viện trợ quân sự cho Ukraine bao lâu cũng được, thì ông Trump đã cảnh báo rằng chính sách viện trợ này đang gây rủi ro kéo nước Mỹ vào một thế chiến thứ ba với nước Nga, một địch thủ có vũ khí hạt nhân. Và ông Trump thời gian qua cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu như ông tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, thì thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev sẽ được ký kết chỉ trong 24 giờ. Và tôi sẽ ngồi riêng với ông Putin, tôi sẽ ngồi riêng với ông Zelensky và sau đó tôi sẽ ngồi chung với cả hai ông ấy. Và tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Ông Trump đã nói những điều này vào tháng 9 vừa qua. Và ông không nói rõ cách thức ông sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình này như thế nào, nhưng mà chỉ giải thích rằng nếu như tôi nói với bạn chính xác những gì tôi sẽ làm, thì tôi sẽ đánh mất tất cả những con bài tẩy để mặc cả. Ông Zelensky là một trong số ít các quan chức Ukraine tin tưởng rằng Kiev có thể thắng thế trên chiến trường với Nga, theo một loạt các báo cáo gần đây. Nhưng mà trong những trợ lý của ông Zelensky đã nói rằng niềm tin của Tổng thống vào một chiến thắng cho Ukraine là ảo tưởng. Và trong khi chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cũng đã nói sẽ không có một bước đột phá quan trọng, sâu rộng và đẹp đẽ nào như những gì mà ông Zelensky đã hứa khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào đầu tháng 6. Còn đối với phía Nga đã tuyên bố rằng Ukraine đã thiệt hại khoảng hơn 90.000 nam quân nhân kể từ đầu tháng 6 khi mà nỗ lực phá vỡ các tuyến phòng không của Nga. Trong khi Kiev cho rằng số binh lính Nga thiệt mạng trong chiến tranh Ukraine là vài trăm ngàn người. Và thưa quý vị, khối BRICS cộng có thể sẽ chấm dứt sự thống trị của đồng đô la. Nhà kinh tế học Joe Sullivan đã nhận định việc mà các nước BRICS đang ngày càng sử dụng đồng tiền quốc gia có khả năng để đẩy nhanh quá trình phi USD hóa. Và theo ông Joe Sullivan, cựu cố vấn đặc biệt của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc, thì đồng đô la đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ các nước BRICS và cho kế hoạch mở rộng của khối này, cũng như những nỗ lực để thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại giữa các nước thành viên. Và trong một bài viết trên tạp chí chính sách đối ngoại xuất bản vào đầu tuần qua, ông Sullivan đã cho rằng khối BRICS có khả năng sẽ xóa bỏ sự thống trị của đồng đô la trong thương mại toàn cầu.
BRICS hiện đang bao gồm các quốc gia thành viên là Brazil, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Nam Phi, nhưng mà khối này sẽ kết nạp thêm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và UAE vào tháng 1 năm 2024. Theo ước tính, BRICS sẽ mở rộng mà ông Sullivan gọi là BRICS Plus, sẽ chiếm gần một nửa GDP toàn cầu vào năm 2040. Và ông Sullivan cũng lưu ý rằng ba trong số các thành viên ban đầu của khối là Brazil, Trung Quốc và Nga là những nhà xuất khẩu lớn về kim loại quý và đất hiếm. Việc mở bổ sung Ai Cập, Ethiopia và Saudi Arabia, ba quốc gia nằm quanh kênh đào Suez, là tuyến thương mại huyết mạch quan trọng. Điều này sẽ mang lại cho khối ảnh hưởng lên tới 12% thương mại toàn cầu. Saudi Arabia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn, sẽ mang lại cho khối này tầm ảnh hưởng lớn hơn trên thị trường hàng hóa. Bên cạnh đó, thì Saudi Arabia cũng sở hữu hơn 100 tỷ đô la trái phiếu về kho bạc Hoa Kỳ. Điều này mở rộng một đòn bẩy kinh tế của khối BRICS Plus trong việc nắm giữ tài chính. Và trong khi đó, các nước BRICS cũng đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại song phương, thậm chí còn đưa ra một tín hiệu về khả năng giới thiệu một loại tiền tệ thương mại chung của khối tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 năm 2024. Và mặc dù một loại tiền tệ như vậy vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng mà ông Sullivan cho rằng BRICS Plus sẽ có khả năng lật đổ sự thống trị của đồng đô la, phi đô la hóa, ngay cả khi mà chưa xuất hiện đồng tiền chung này. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin Canada cũng như trên thế giới diễn ra trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada, và chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.